Các bạn thân mến, lịch sử Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt từ các thế lực ngoại xâm bên ngoài Tổ quốc. Hôm nay thì các bạn hãy cùng Taka tìm hiểu về một quốc gia ngoại quốc với những tội ác man dợ của họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam chúng ta qua video ngay sau đây. Tiểu sử cuộc đời của Pol Pot và những tội ác man dợ của Khmer Đỏ trong chiến tranh Việt Nam. Đầu tiên để bắt đầu với thời thơ ấu và thanh niên của Pol Pot. Người sau này được gọi là Pol Pot được sinh ra tên gọi thật là Salosa vào ngày 19 tháng 5 năm 1928 tại làng trai Bresabok, tỉnh Kampong Thom. Lúc đó là Đông Dương thuộc Pháp, còn nay thì là địa phận của Campuchia. Gia đình ông có một chút đặc biệt, đó là cha mẹ ông, người thì mang gốc Khmer, người thì mang gốc Trung Quốc. Họ cũng có mối liên hệ với gia đình hoàng gia. Một người chị là vợ lẽ của nhà vua Sisovat Monivong và một người anh em là một quan chức tòa án. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chúng ta không biết rằng chính gia đình này lại sinh ra một người con độc ác và tàn nhẫn, thay đổi cả vận mệnh của đất nước như vậy. Năm 1934, Pol Pot đến sống với anh trai ở Phnom Penh, nơi ông đã trải qua một năm trong tu viện Phật giáo Hoàng gia và sau đó theo học một trường công giáo. Ở tuổi 14, ông ta bắt đầu học trung học ở Kompong Cham. Tuy nhiên là Pol Pot không phải một học sinh giỏi, cho nên đã chuyển sang một trường kỹ thuật để theo học nghề mộc. Những tưởng là cuộc đời cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, nhưng mà đến năm 1949, Pol Pot bất ngờ nhận được học bổng nghiên cứu điện tử vô tuyến tại Paris. Cũng chính tại nơi này, vào năm thứ hai ở Paris, Pol Pot đã trở thành bạn với những sinh viên khác, những người đã bị chính trị say mê. Từ những người bạn này, Pol Pot đã gặp phải chủ nghĩa Marx, tham gia Cercle Marxist, tức là vòng tròn Marxist của sinh viên Khmer ở Paris và Đảng Cộng sản Pháp. Trong đó thì có nhiều học sinh khác mà ông kết bạn trong thời gian này, sau đó đã trở thành nhân vật trung tâm trong Khmer Đỏ. Có thể thấy đây chính là bước đệm để Pol Pot và Khmer Đỏ bắt đầu hình thành. 2. Pol Pot gia nhập Việt Minh. Mặc dù có cơ hội được học hành ở Pháp, nhưng sau vài lần thi trượt, năm thứ ba đại học, ông ta đã phải quay trở về Campuchia vì không theo học nổi được nữa. Là người đầu tiên của Cercle Marxist trở lại Campuchia, Pol Pot đã giúp đánh giá các nhóm khác nhau nổi dậy chống lại chính phủ Campuchia và đề nghị trả lại các thành viên của Cercle gia nhập Khmer Việt Minh. Không hiểu lý do tại sao một sinh viên năm 3 như Pol Pot lại có cơ hội được trọng dụng trong chính phủ như vậy. Thế rồi vào tháng 8 năm 1953, Pol Pot rời nhà một cách bí mật và thậm chí là không nói với bạn bè của mình. Ông ta đi đến trụ sở khu vực phía đông của Việt Minh, nằm gần làng Krapao. Trại được đặt trong rừng và bao gồm các lều vải có thể dễ dàng di chuyển trong trường hợp bị tấn công. Ở đó, ông bắt đầu gia nhập Việt Minh và làm việc cho tổ chức. Trong quá trình làm việc tại đây, Pol Pot đã theo dõi và học cách Việt Minh sử dụng tuyên truyền và lực lượng để kiểm soát các làng nông dân trong khu vực. Tuy nhiên là khi người Khmer Việt Minh bị buộc phải giải tán sau Hiệp định Geneva năm 1954, thì Pol Pot và một vài người bạn của anh ta đã phải quay trở lại Phnom Penh. Trận chiến lật đổ hoàng tử Campuchia bắt đầu. Với khí thế hừng hực, mong muốn cải cách khi về Campuchia nhưng mà không thành công, Pol Pot bắt đầu lên kế hoạch lật đổ nền chính trị hiện có của Campuchia, mà người đứng đầu là hoàng tử Sihanouk. Pol Pot đã đi vào rừng và bắt đầu chuẩn bị một phong trào cách mạng dựa trên du kích nhằm lật đổ chính phủ của hoàng thân Sihanouk. Năm 1964, với sự giúp đỡ của miền Bắc Việt Nam, Khmer Đỏ đã thành lập một căn cứ ở khu vực biên giới và ban hành một tuyên bố kêu gọi đấu tranh vũ trang chống lại chế độ quân chủ Campuchia, mà họ coi là tham nhũng và đàn áp người dân. Nhưng tưởng đây là một cuộc khởi nghĩa đầy chính nghĩa, nhưng mà trong tương lai thì nó lại trở thành cơn ác mộng cho không biết bao nhiêu người. Một hệ tư tưởng Khmer Đỏ dần dần phát triển trong giai đoạn này. Nó có một định hướng với sự nhấn mạnh vào nông dân. Ở đây thì chính nông dân làm nền tảng cho một cuộc cách mạng. Điều này trái ngược với ý tưởng về chủ nghĩa Marxist chính thống rằng sự vô sản, tức là tầng lớp lao động mới là cơ sở cho cuộc cách mạng. Thời điểm đó không ai nghĩ rằng chính Khmer Đỏ đã gây nên một cơn ác mộng cho lịch sử Đông Dương như vậy. Tòa án Pol Pot Việt Nam và Trung Quốc. Đến năm 1965, Pol Pot hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ Việt Nam hoặc là Trung Quốc cho cuộc cách mạng của mình. Vì chế độ Cộng sản Bắc Việt là nguồn hỗ trợ đắc lực nhất cho Khmer Đỏ vào thời điểm ấy. Pol Pot lần đầu tiên đã đi Hà Nội qua đường mòn Hồ Chí Minh để xin viện trợ. Và thực sự thì vào thời điểm năm 1965, đất nước chúng ta cũng đang gồng mình chống Mỹ.
đáp lại yêu cầu của ông ta. Bắc Việt đã chỉ trích Pol Pot vì ông đã lên kế hoạch đảo chính nghị sự quốc gia cực kỳ là ngang tàn. Cũng kể từ đó, hoàng tử Sihanouk đã để cho Bắc Việt sử dụng lãnh thổ Campuchia trong cuộc đấu tranh chống lại miền Nam Việt Nam và cả Hoa Kỳ nữa. Người Việt Nam tin rằng đây chính là khoảng thời gian khó khăn cho một cuộc đấu tranh vũ trang ở Campuchia. Không nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam chúng ta, Pol Pot lại tiếp tục cất công đến năm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Cộng sản, và từ đó ông chịu ảnh hưởng của cách mạng văn hóa vô sản. Trung Quốc thì không công khai ủng hộ Khmer Đỏ, nhưng mà đã đưa cho Pol Pot một số ý tưởng đầy ghê gớm cho cuộc cách mạng của ông ta. Đến năm 1967, Pol Pot và Khmer Đỏ, mặc dù bị cô lập và thiếu sự ủng hộ rộng rãi, đã đưa ra quyết định bắt đầu một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Campuchia. Tội ác của Khmer Đỏ với chiến tranh Việt Nam. Những tội ác của Khmer Đỏ gây ra phải nói là nhiều vô kể. Từ năm 1966, Pol Pot hạ lệnh rút cơ quan đại diện bên cạnh Trung ương Cục miền Nam về nước, và từ đó, quan hệ của Đảng ta với Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia càng có nhiều trắc trở hơn nữa. Trong thời kỳ này, ở vùng Đông Bắc và Đông Campuchia, chính quyền Vương quốc thỏa thuận cho Việt Nam đặt hậu cứ, kho tàng hay trạm cứu thương. Lợi dụng điều kiện vùng hành lang là khu vực rừng rậm, binh lính Pol Pot lúc thì công khai, lúc thì đóng giả làm lực lượng các phe nhóm khác, đã cướp kho tàng, phục kích các nhóm hành quân lẻ của bộ đội Việt Nam. Và điều này thật sự là quá đáng. Trước đây thì nhờ chúng ta giúp đỡ, nay lại đi đánh lẻ chúng ta như vậy. Từ năm 1970 đến 1973, khi mà bộ đội Việt Nam tập trung lực lượng đánh Mỹ và tay sai ở chiến trường Campuchia, thì lính Pol Pot đã gây ra 174 vụ khiêu khích, tập kích các hậu cứ, cướp vũ khí lương thực, giết hơn 600 cán bộ và chiến sĩ Việt Nam. Đến năm 1972, Pol Pot công khai đề nghị Việt Nam rút quân về nước và có hành động xua đuổi Việt Kiều trong vùng vừa giải phóng. Khi mà Hiệp định Paris về Việt Nam được ký vào tháng 1 năm 1973, Pol Pot cho rằng việc ký kết hiệp định là sự phản bội của Việt Nam với cách mạng Đông Dương và cho cấp dưới tuyên truyền tổ chức các cuộc biểu tình phản đối lực lượng Việt Nam dừng chân tại Campuchia. Khi mà cách mạng Campuchia càng đến gần thắng lợi thì Pol Pot càng giáo diết chuẩn bị kế hoạch chống phá Việt Nam và tiêu diệt lực lượng yêu nước chân chính Campuchia. Ngay sau khi cách mạng hai nước giành thắng lợi vào tháng 4 năm 1975, ngày 1 tháng 5 năm 1975, tập đoàn Pol Pot đã cho quân xâm phạm nhiều nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam từ Hà Tiên đến Tây Ninh. Tiếp đó là đánh chiếm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, triệt phá làng mạc, bắn giết nhiều người dân và bắt đưa đi 515 người khác. Sau những sự kiện nghiêm trọng kể trên, Đảng và Nhà nước Việt Nam ta luôn bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia đàm phán ký kết hiệp ước về biên giới giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tiếp tục đoàn kết và tăng cường tình nghĩa anh em giữa nhân dân hai nước. Song do bản chất dân tộc cực đoan, tập đoàn Pol Pot được sự hậu thuẫn bên ngoài, tiếp tục có nhiều hành động thù địch chống phá Việt Nam. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 1975 và đầu năm 1976, quân Pol Pot liên tiếp gây ra hơn 250 vụ xâm phạm lãnh thổ, cướp tóc gạo, trâu bò, tàn sát nhiều người dân Việt Nam. Tháng 6 năm 1977, lãnh đạo Khmer Đỏ ra nghị quyết coi Việt Nam là kẻ thù số 1, kẻ thù vĩnh cửu của Campuchia. Và từ đây, chúng ngang nhiên mở rộng xung đột thành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mấy tháng cuối năm 1977, quân Pol Pot mở nhiều cuộc tiến công lớn sang Việt Nam trên tuyến biên giới từ Kiên Giang đến Tây Ninh. Riêng tại xã Tân Lập, tức là Tân Biên, Tân Ninh ngày nay, quân Pol Pot đã đốt cháy 400 nóc nhà, giết hơn 1.000 dân thường. Lúc này chúng ta vừa thống nhất đất nước và đang trong quá trình hồi phục kinh tế, vậy mà lại phải chịu sự gây chiến của Khmer Đỏ Campuchia. Hậu quả mà Pol Pot gây ra cho nhân dân Việt Nam là hết sức to lớn. Trong khi nguy cơ diệt vong của dân tộc Campuchia dưới chế độ diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Pol Pot đã đến mức nguy kịch rồi, đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia của nhân dân Campuchia, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng và thiêng liêng của mình để mà bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời đi cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, giúp đỡ những người cách mạng chân chính Campuchia làm lại cuộc cách mạng đã bị phản bội. Sau nhiều trận chiến, quân đội của Khmer Đỏ đã bị đánh bại. Kể từ đó, Pol Pot và Khmer Đỏ bị xóa sổ
mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử của đất nước Campuchia. Vậy là video này cũng kết thúc tại đây. Quả thực là hậu quả mà Pol Pot và Khmer Đỏ để lại đã gây nên rất nhiều mất mát cho hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Các bạn nghĩ gì về những tội ác của Khmer Đỏ? Hãy comment chia sẻ tại đây để cùng nhau bàn luận. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới của Takawai.